Hoàng Long âm thanh số xin chào anh Văn Hùng, anh ở Thủy Nguyên, Hải Phòng ạ. Vâng, hôm nay theo đơn đặt hàng của anh em chúng em đã ghép nối sẵn một đôi loa Tannoy. Và để kiểm tra chất lượng xong để đóng hàng gửi đi cho anh ạ. Cũng nhân dịp công ty em có chương trình khuyến mãi và tri ân khách hàng, em có tặng anh một phần quà nho nhỏ, đó là một cái trà Tân Cương của Thái Nguyên ạ, để cho anh thưởng thức hương vị trà, ngồi nghe nhạc du dương rất là sảng khoái, hương vị trà rất là thơm ngon. Và giờ em sẽ tăng chút volume lên xong để cho anh nghe và thẩm định chất âm của đôi Tannoy này ạ. Vâng ạ, như vậy là cũng đủ để cho anh thẩm định được chất lượng của sản phẩm mà anh đã lựa chọn rồi. Giờ em xin phép được đóng hàng để gửi đi cho anh ạ. Vâng ạ, đây là quy trình em đóng một đôi loa Tannoy để gửi đi cho anh ạ. Các góc cạnh đều được chèn xốp và quấn bằng chip rất là cẩn thận. Anh hoàn toàn yên tâm nhé. Xin thay mặt toàn thể anh em trong công ty xin chân thành cảm ơn anh và cũng xin kính chúc anh có thật nhiều sức khỏe và thật nhiều thành công trong cuộc sống anh nhé. Vâng, em xin chào tạm biệt anh và hẹn gặp lại anh ạ.